ít ai có thể ngờ rằng bản người Mông hầu hết là hộ nghèo, nằm heo hút trong rừng sâu những năm trước, nay lại là một điểm du lịch hấp dẫn hàng chục nghìn lượt du khách tới trải nghiệm và khám phá mỗi năm. Bản Lao Chải 1 thuộc xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu nằm giữa lưng chừng núi, được bao bọc bởi những cánh rừng già. Nơi đây có độ cao 1.200 m so với mực nước biển, quanh năm mát mẻ. Nhờ sự bao bọc của đại ngàn, cho nên con người và muôn vật ở đây vừa mộc mạc chất phác lại vừa có sức sống, sức vượt khó mãnh liệt. Với mục tiêu phát triển du lịch, tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới, bà con đã lựa chọn kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với du lịch. Các sản phẩm của bà con ở đây làm được thì đấy là có rất là nhiều thứ về cái sản phẩm ẩm thực bà con tự làm ra, như là rau củ quả này, rồi là cái thịt treo cá bếp này. Khách đến là khách rất là thích cái món này, với lại cái mắm mến của dân tộc Mông ngày xưa thì toàn bộ là dùng cái này, thì khách cũng rất là muốn trải nghiệm cái món này. Khách du lịch đến Bản Lao Chải 1 thì có thể là được ăn những món gà nướng này, gà quay này, bì nướng này, quay này, và một số thức ăn cá suối này, và cũng có là cá nấy này, và một số thịt treo cá bích. Tới Lao Chải hôm nay không còn thấy cái nghèo đeo bám nữa, nhờ có lợi thế về điều kiện khí hậu, cảnh quan nên bà con vận dụng sửa sang, trang trí lại nhà cửa. Những ngôi nhà gỗ truyền thống của người Mông nay khang trang hơn, ngoài làm thêm cổng gỗ, bà con còn trồng thêm nhiều cây tạo cảnh quan, trong đó nổi trội là các loại hoa phong lan. Phụ nữ người Mông vẫn thêu, may quần áo truyền thống cho gia đình, một trong những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông. Những nét văn hóa độc đáo và cảnh quan gần gũi với thiên nhiên nơi này đã thu hút lượng lớn du khách thập phương tìm đến trải nghiệm và khám phá. Trung bình mỗi năm, bản đón khoảng trên 20.000 lượt khách trong và ngoài nước đến khám phá và lưu trú. Mặc dù lần đầu tiên đến đây cảm nhận được cái người dân thân thiện, đặc biệt là cái thân thiện. Mặc dù đi rất nhiều nơi, ở nơi khác người ta cũng có cái du lịch, nhưng mà ở mỗi nơi thì có một cái đặc thù riêng. Đặc biệt ở Lao Chải này thì em thấy là khi vào bản, từ đầu bản đến cuối bản là được trang trí rất là nhiều cái khung cảnh đẹp, đặc biệt là cái quả thông. Em rất là ấn tượng về mấy cái quả thông này. Cả bản Lao Chải 1 hiện có hơn 10 hộ gia đình có homestay. Nhờ sự đồng lòng san sẻ nên đến nay cả 43 hộ gia đình ở Lao Chải 1 cùng làm du lịch cộng đồng. Việc đón tiếp và hướng dẫn cho du khách ở Lao Chải 1 cũng không của riêng ai. Đến Lao Chải 1 hôm nay thấy một diện mạo nông thôn hoàn toàn mới, thu nhập của người dân ngày càng ổn định và khấm khá hơn, đời sống ngày càng được nâng lên. Nhờ cách làm du lịch độc đáo của bà con, cùng với cảnh sắc thiên nhiên đã hấp dẫn ngày một nhiều du khách tới trải nghiệm và khám phá.